Chào các bạn, khi các bạn sửa chữa xe điện thì việc đầu tiên là xác định xem cái lỗi ở đâu. Lỗi xe điện thì có thể lỗi ở động cơ, có thể do cuộn điện động cơ hoặc là do mắt động cơ, hoặc là lỗi ở IC điều khiển. Phần lớn thì cái lỗi trên xe điện là thường là chết IC điều khiển hoặc tức là bộ điều tốc, hoặc lỗi ở tay ga, phanh. Thế để chuẩn đoán nhanh các cái lỗi của xe điện thì chắc các bạn đã không lạ với cả cái bộ test xe điện. Bộ test xe điện thì có nhiều loại, có thể tiếng Anh kiểu này hoặc là tiếng Trung Quốc. Tiếng Trung Quốc thì thường nó rẻ hơn. Các chức năng của nó thì gồm có, thứ nhất là test phanh và test tay ga. Đây dây ngoài cùng ạ, nó có 5 cặp dây. Đây là test phanh và tay ga này. Cái cặp này là test cho motor, test 3 dây của motor và test cái hôn, đôi khi một số người gọi là heo, tức là test cái mắt của động cơ. Còn đây là test cho IC 3 dây và cái cuộn này để vào test cái cuộn điều khiển mắt của động cơ. Thì trong cái video này chúng ta sẽ test cái thứ nhất là thử test motor. Bởi vì trong xe điện thì cái đắt nhất chính là cái motor của xe điện. Bạn mua xe điện thì cái motor này nó phải thay thế của nó phải tầm 2-3 triệu một cái motor. Thì chúng ta test nó trước tiên, sau đó chúng ta sẽ test sang IC. Nếu mà hai cái không lỗi thì cuối cùng chúng ta mới test tay ga với cả cái phanh. Thì để test cái motor thì chúng ta cần hai cái dây ở giữa này. Đấy. Bạn nhìn để ý kỹ, nếu bạn thích thì chúng ta có thể ghi chú luôn. Đây là cái bộ đầu cho test motor. Test motor thì chúng ta test hai cái, thứ nhất là test cái cuộn dây, hai là test mắt của động cơ. Thì để làm việc đấy thì đầu tiên bạn sẽ phải tháo cái thứ nhất là mắt này, và thứ hai nữa là cái cuộn dây của động cơ ra để chúng ta test. Và bây giờ chúng ta sẽ đi tháo. Đầu tiên chúng ta test cuộn dây động cơ. Thì các bạn kẹp ba cái dây này theo đúng màu. Ở đây chúng ta có màu vàng, màu vàng này, màu xanh lá này và màu xanh nước biển. Cạnh nào. Rồi. Giờ bạn bật cái này đèn này lên. Sau đó bạn xoay cái bánh của động cơ. Xoay từ từ thôi. Nếu mà cả ba cái đèn XA, XB, XC nó đều sáng, có nghĩa là động cơ ok, cuộn dây của động cơ ok. Đấy. Như trong trường hợp này là động cơ ok này. Đấy, bạn thấy là cả ba đèn đều sáng. 1, 2, 3. XA, XB, XC. Okay. Tiếp theo là chúng ta sẽ tiến hành là test cái mắt của động cơ và xác định xem là động cơ này thuộc loại là 120 độ hay là 60 độ. Để test mắt của động cơ thì chúng ta cắm cái dây test mắt. Test mắt động cơ. Ta cắm cái dây test mắt vào trong cái test này. Rồi. Sau đó chúng bạn từ từ xoay. Bạn sẽ thấy là cái đèn này nó nhấp nháy theo thứ tự. Thì cái thứ tự như thế nào thì là mắt 160 độ, 120 độ và như thế nào là mắt 60 độ. Thì nếu mà cái đèn mắt 160 độ tức là đèn thứ nhất này, đèn thứ hai, đèn hai, hai đèn sáng này, xong đèn thứ ba sáng này, sau đó là hai đèn sáng sau, một đèn sáng sau và cùng là ba mắt trắng, 1, 2, 3. Còn nếu mà mắt 120 độ, đèn thứ nhất sáng, đèn thứ hai sáng, sau đó là đèn ngoài dừng, sau đó là hai đèn sau sáng, hoặc đèn giữa dừng và cùng. Thì cái động cơ này chúng ta làm mắt là 120 độ. Cái động cơ 120 độ. Thực ra đối với các IC đa năng thì 120 độ hay 60 độ thì đều nó đều hoạt động được, nên cái này không vấn đề gì cả. Nếu mà một trong ba cái đèn này nó không sáng khi mà bạn xoay, hoặc là nó sáng nó không tắt, thì có nghĩa là mắt động cơ có vấn đề và khi đấy bạn cần phải thay lại mắt.
Thay mắt động cơ thì khá là rẻ vì cái mắt động cơ nó chỉ có khoảng độ tầm 20.000, thay ba cái linh kiện là được. Thế là xong cái phần thứ nhất, test mắt của động cơ với cả test cái cuộn dây của động cơ.